thưa quý vị, trong chương trình kỳ trước, truyền hình Việt Nam chúng tôi có loan tin cựu Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu giành đương kim Chủ tịch Tổ chức Vận động Dân chủ Vải Việt Nam tới Colorado để chủ tòa buổi lễ ra phân bổ Tổ chức Vận yểm trợ Dân chủ và Thiết Việt Nam tại Colorado Springs. Vì nhận thấy ông Nguyễn Văn Thiệu vẫn còn là một người hoạt động chính trị rất hăng hái hiện nay, do đó để đáp ứng nhu cầu cần tìm hiểu thời cuộc của quý vị khán thính giả, truyền hình Việt Nam đã nhân dịp này phỏng vấn ông về tình hình chung có liên quan đến đất nước Việt Nam chúng ta. Vậy sau đây chúng dành trọn thời gian còn lại của chương trình hôm nay cho cuộc phỏng vấn này. Xin mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý vị khán thính giả, như quý vị đã biết rõ về chủ trương đường lối của truyền hình Việt Nam chúng tôi ngay từ những ngày đầu tiên hoạt động cho đến tới nay, là chúng tôi dứt khoát đứng về lập trường của những người Việt quốc gia chống chủ nghĩa cộng sản và sẵn sàng đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Trên căn bản đó, và cách đây ít tháng, chúng tôi đã có dịp trình bày cùng quý vị là sẽ cố gắng hoạt động để tìm hiểu tình hình, thu thập tin tức và tạo những cơ hội thuận tiện nhất trong lĩnh vực truyền thông để đem đến cho quý vị những thông tin liên lạc cần thiết mà chúng ta rất muốn biết thêm về quê hương đất nước Việt Nam chúng ta. Vì vậy, trên màn ảnh TV của truyền hình Việt Nam trước đây, quý vị đã có dịp được nghe ý kiến của cựu đại tướng Nguyễn Khánh về tình hình Việt Nam. Và hôm nay, truyền hình Việt Nam chúng tôi lại có dịp may mắn được gặp gỡ cựu trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, nguyên Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, nhân danh Chủ tịch Tổ chức Vận động Yểm trợ Dân chủ và Tái thiết Việt Nam, và được trao đổi với ông về tình hình chung có liên quan đến Việt Nam hiện tại cũng như trong tương lai. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi. Xin kính chào ông Chủ tịch. Xin chào ông. Thưa ông Chủ tịch, nhân dịp ông Chủ tịch tới Colorado chủ tọa lễ buổi lễ ra mắt của phân bộ Tổ chức Vận động Yểm trợ Dân chủ và Tái thiết Việt Nam, truyền hình Việt Nam chúng tôi rất hân hạnh và rất hãnh diện được gặp ông Chủ tịch và xin ông Chủ tịch một số những câu hỏi mà đồng bào Việt Nam, kiều bào Việt Nam tại Colorado này rất muốn mong biết về tình hình Việt Nam. Thưa ông Chủ tịch, thì ông Chủ tịch thấy có gì trở ngại? Tôi xin sẵn sàng. Về trước hết, xin ông Chủ tịch có thể cho biết khái quát về những cái hoạt động của ông Chủ tịch từ năm 1975 đến nay, và đặc biệt là 10 năm đầu sau ngày Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Tôi có thể nói rằng trong 3 năm đầu, từ 1975 cho đến 1977, thì tôi cũng như mọi đồng bào di cư khác cũng cần phải ổn định tinh thần, ổn định tình trạng gia đình, và cũng còn quan sát tình hình ở trong và ngoài nước. Nhưng từ 1977 đến 1984, thì sau khi 1977 tôi đã có được liên lạc với trong nước, với những cái tổ chức ở trong nước, thì tôi đã khởi sự cùng với một số anh em đồng lòng, đồng tâm, đồng chí, đồng ý và trở thành đồng chí để xúc tiến đến cái công việc phải làm một cái việc gì cho đất nước ở hải ngoại này, song song với những cái tổ chức ở trong nước. Và từ 1984 đến 1987 thì tôi khởi sự, tôi đi liên lạc với nhân rất nhiều ở Âu Châu cũng như ở bên Mỹ, để tôi kết nạp một số anh em vào một cái tổ chức. Từ 1987 trở đi thì tôi qua bên Mỹ, tôi ở hẳn vì lý do gia đình. Nhưng mà cũng từ đó thì tôi có một cái môi trường hoạt động rộng rãi, rất là rộng rãi đối với kiều bào các giới ở tại Mỹ này, là cái chỗ đông đảo nhất. Và 1989 thì tôi công khai ra mắt cái tổ chức hiện hữu bây giờ là Tổ chức Vận động Yểm trợ Dân chủ và Tái thiết Việt Nam. Thì cái chỗ tổ chức của tôi á, chỉ là một cái tổ chức, một cái bộ phận ở hải ngoại có dính liền với một bộ phận ở trong nước, cùng làm một công việc là vận động ở ngoài, thì vận động kiều bào
và quốc tế. Ở trong á, thì vận động nhân dân trong nước, các đoàn thể chính trị, tôn giáo trong nước để làm một cuộc cách mạng dân tộc, giải phóng quốc gia ra khỏi ách thống trị độc tài của Cộng sản. Cho tới bây giờ thì tôi cũng vẫn cùng với bộ phận ở trong nước làm cái công việc, kẻ thì vận động ở trong, người thì vận động quốc tế và kiều bào ở ngoài, cho đến ngày nào đất nước đạt được tự do dân chủ thì thôi. Thưa ông Chủ tịch, về cái đường hướng chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam hiện nay và trong tương lai thì sẽ như thế nào? Cho đến nay và hiện nay thì mình chỉ thấy trước mắt là Hoa Kỳ đặt nặng cái vấn đề tù binh và người Hoa Kỳ mất tích ở Việt Nam để liên kết với cái vấn đề giải tỏa cấm vận cho chính phủ Hà Nội. Trong tương lai, trong những ngày gần đây thì họ có đặt thêm cái vấn đề nhân quyền có liên tới đến cái vấn đề tái lập bằng giao. Trong tương lai có thể là họ sẽ đi mạnh về cái vấn đề nhân quyền. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng người Việt Nam chúng ta phải yêu cầu, kêu gọi nhân dân và chính phủ và quốc hội Hoa Kỳ phải gắn liền cái vấn đề dân chủ hóa Việt Nam chung với vấn đề nhân quyền trong cái vấn đề tù binh, giải tỏa cấm vận và bàn giao. Bởi vì cái vấn đề mà giải tỏa cấm vận chỉ là đáp ứng được một số quyền lợi của những cái người kinh doanh của Mỹ, nhưng mà tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ cũng phải có cái bổn phận giúp cho nhân dân Việt Nam trong cái vấn đề buộc Cộng sản phải tôn trọng nhân quyền, phải thực thi tự do dân chủ và phải tôn trọng cái quyền tự quyết của nhân dân qua một cái cuộc bầu cử tự do có quốc tế giám sát. Cái đó là những cái điều mà đã được ghi trong Hiệp định Ba Lê mà Cộng sản không tôn trọng. Mà tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ cũng có cái bổn phận phải tôn trọng, bởi vì Hoa Kỳ cũng có ký vào cái Hiệp định Ba Lê, và bộ Cộng sản phải tôn trọng, bởi vì Cộng sản đã vi phạm cái Hiệp định Ba Lê đó. Cho nên tôi nghĩ rằng đồng bào hải ngoại chúng ta lúc này hơn lúc nào mà phải làm ngay, chứ đừng có để quá muộn, là phải vận động tối đa với quốc hội, với nhân dân, với chính phủ Hoa Kỳ, phải đưa cái vấn đề dân chủ hóa Việt Nam luôn với cái vấn đề nhân quyền trong hai cái vấn đề giải tỏa cấm vận và bàn giao đối với Cộng sản, chứ không phải chỉ có cái vấn đề tù binh mất tích mà thôi. Ngoài ra cái chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam chúng ta còn phải thấy xa hơn, là Việt Nam là một phần của Đông Dương, mà cái chính sách của Việt Nam nó có liên đới đến chính sách Đông Dương, và cái chính sách Đông Dương có liên đới đến chính sách của vùng Đông Nam Á. Người Hoa Kỳ không khi nào quên rằng Việt Nam có ổn định, có dân chủ, Đông Dương có ổn định, có dân chủ, và phải là được trung lập. Và trong một cái vùng Đông Nam Á được trung lập hóa thì lúc đó cái ổn định và cái hòa bình của cái vùng Á Châu mới được bảo đảm. Cho nên khi đã dân chủ hóa Campuchia thì phải dân chủ hóa Việt Nam và dân chủ hóa Lào, thì nó mới tạo được một cái thế quân bình ở tại Đông Dương và trong vùng Đông Nam Á. Dạ, thưa ông Chủ tịch, nếu mà đúng cái chiều hướng như vậy, tức là sau khi Việt Nam đã có tự do dân chủ và nhân quyền rồi thì theo ông Chủ tịch thì ông Chủ tịch có ý định trả về Việt Nam không? Phải trả về bằng cách nào? Trở về Việt Nam đó là cái ước nguyện thiết tha của tôi, mà cũng là một cái mục đích mà tôi tự đặt ra cho tôi từ 18 năm nay. Tôi đi ra khỏi nước để mà trở về và để đấu tranh cho tự do dân chủ đất nước được khôi phục, chứ không phải tôi đi ra khỏi đất nước để mà tôi chạy trốn luôn.
Còn về bằng cách nào thì tôi cũng không thể nói, mà cũng không nên nói hết bây giờ đâu. Chỉ có một cái vấn đề là tôi nghĩ rằng phải đấu tranh thì mình mới nói đến chuyện này về. Chứ tôi là không có chủ trương ngồi thụ động, há miệng chờ sung, hay là tin tưởng nơi cái chuyện mà bất chiến tự nhiên thành. Thưa ông Chủ tịch, vấn đề giải phóng đất nước Việt Nam khỏi ách cộng sản là điều mà ai cũng mong muốn. Vậy riêng ông Chủ tịch thì đã có những cái đường lối hoặc cái giải pháp nào để có thể giải phóng Việt Nam một cách hữu hiệu? Và thưa ông Chủ tịch, có ý định lãnh đạo quốc gia nữa không? Thưa ông, trước hết tôi xin trả lời về cái ý định, có còn ý định lãnh đạo quốc gia nữa không? Trước, tôi đã nói nhiều lần là tôi không có một cái tham vọng, hoàn toàn không có một cái tham vọng tranh giành một cái chức vị lãnh đạo hải ngoại, cũng như không có cái ý định trở về nước để phục hồi lại cái chức vị cũ của tôi hay là lãnh đạo quốc gia trong một cái chức vụ mới. Cho nên đó là cái công việc làm của tôi bây giờ, tôi chỉ đứng về phía nhân dân để đấu tranh cho tự do dân chủ, và sau đó là để cùng với nhân dân củng cố và duy trì tự do dân chủ. Bởi vì tôi nghĩ rằng đạt được tự do dân chủ rồi, mình cũng không thể ngủ quên trên chiến thắng, mà phải tiếp tục cố gắng để củng cố và duy trì cái tự do dân chủ mới vững bền được. Riêng về cái ý kiến riêng của tôi với vấn đề lãnh đạo đất nước, thì cái ý kiến riêng của tôi đó, tôi thấy rằng những người ở trong nước có nhiều người tài, cũng có nhiều người giỏi, và tôi nghĩ rằng những người đó có công, có chịu gian khổ, có chịu khổ nhục dưới cái thống trị của cộng sản trong 18 năm qua, tôi nghĩ những người ở trong nước xứng đáng hơn là tôi ở ngoài đây vậy. Cho nên cái đó là tôi khẳng định rõ ràng là tôi không có cái tham vọng đó bao giờ. Riêng về cái đường lối giải pháp mà để giải phóng quốc gia, thì tôi nói trước là cái quan niệm của tôi như thế này. Cái quan niệm của tôi mà tôi đã đưa ra trong cái lập trường và cái cương lĩnh của tổ chức, thì chúng ta phải đi đến một cái giải pháp và giải quyết công việc đất nước bằng đường lối ôn hòa, không bạo động, không gây hỗn loạn, để tránh một cuộc nội chiến và lại gây hận thù triền miên cho những cái thế hệ sau. Chúng tôi chỉ mong rằng, chúng tôi kêu gọi những cái người cộng sản hiện bây giờ phải ý thức cái việc đó, ý thức cái chuyện mà tình trạng quốc gia đang bế tắc trì trệ, mà phải cùng với toàn thể nhân dân trong và ngoài nước để đi đến một cái giải pháp để giải quyết cái tình trạng bế tắc và trì trệ của quốc gia. Chúng tôi có đưa ra một cái giải pháp là bây giờ chính quyền cộng sản kêu gọi những người quốc gia, các thành phần quốc gia trong và ngoài nước ngồi lại để thảo luận cùng với họ một cái chương trình cải tiến cải tổ đất nước và xây dựng dân chủ. Tôi cứ đưa ra là nên lập một cái hội đồng cấp quốc gia rộng rãi, có thể gọi đó là một cái hội đồng xây dựng dân chủ, một cái hội đồng hòa giải hòa hợp cũng được, để vạch ra một cái tiến trình xây dựng dân chủ và đi đến cái chỗ dân chủ hóa đất nước bằng những cái cuộc bầu cử, quốc hội lập hiến, để ra một cái hiến pháp mới, từ đó xây dựng những cái cơ chế hợp hiến hợp pháp như là quốc hội lập pháp hay là những cái cơ quan dân cử từ thượng tầng quốc gia cho đến xuống hạ tầng địa phương, tỉnh quận xã. Tôi cũng có nói rằng không cần đặt cái điều kiện tiên quyết là phải lật đổ chính quyền cộng sản hiện hữu, mà cứ để đó cho đến một cái ngày nào
có một cái chính quyền chuyển tiếp, hay là nếu như cái chính quyền này được cái hội đồng giao phó cho làm cái công việc tổ chức bầu cử có quốc tế giám sát, không có gian lận, thì cho đến ngày nào có một cái cuộc bầu cử rồi thì lúc đó ai là cái người thắng thì nắm chính quyền, còn ai là cái người thua thì trở về một cái thành phần đối lập trong quốc hội, cũng như là một cái thành phần đảng phái quốc gia trong một cái chế độ đa nguyên, dân chủ đa nguyên hay là đa nguyên chính trị, có nghĩa là đa đảng, kể cả đảng cộng sản cũng vậy, cũng trở về một cái thành phần, một đảng phái chính trị trong cái hệ thống dân chủ đa nguyên và trong cái hệ thống đa nguyên chính trị đa đảng của quốc gia. Đó là cái giải pháp mà cá nhân tôi đã đề ra trong cái lập trường căn bản của cái tổ chức của tôi. Thưa ông chủ tịch, trước đây ông chủ tịch nguyên là một tổng thống được nhân dân tín nhiệm bầu lên lãnh đạo quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên trong 18 năm tị nạn cộng sản vừa qua, ông chủ tịch có nghĩ rằng liệu đồng bào còn tin tưởng ông chủ tịch như xưa nữa không? Và tại sao? Hôm nay thì giờ có hạn, tôi chỉ xin được trả lời vấn đề như sau. Trong suốt 18 năm qua tôi rất đau buồn vì tôi đã không làm tròn được cái nhiệm vụ mà nhân dân tín nhiệm giao phó cho tôi, mặc dầu tôi đã tận lực cố gắng đấu tranh trong cái khả năng, trong cái chức vị của tôi, kể cả đối với cộng sản và kể cả đối với những người bạn đồng minh. Cho nên tôi nhận lãnh cái trách nhiệm đó hoàn toàn trước nhân dân và lịch sử. Tôi không thể nào nghĩ, tôi không khi nào nghĩ đến cái chuyện đồng bào có còn tin tưởng là tôi nữa hay không, vì tôi không có cái tham vọng trở về lãnh đạo đất nước, mà tôi chỉ biết có một cái chuyện làm là phục vụ nhân dân để phục khôi phục lại tự do dân chủ cho đất nước. Tôi chỉ biết đứng ở trên cái cương vị đấu tranh, đứng về phía nhân dân để đấu tranh và tiếp tục đấu tranh, làm cái nghĩa vụ của một công dân của tôi cho đến cái ngày nào tôi không còn khả năng tinh thần và thể xác để làm cái việc đó. Thưa, trong một bản tuyên ngôn mới đây nhất, ông chủ tịch đã cho biết là lập trường dứt khoát của ông chủ tịch là không quan hệ với chế độ cộng sản. Nhưng nếu nay mai Hoa Kỳ vì quyền lợi của họ mà họ bãi bỏ công vận và cứ thiết lập quan hệ ngoại giao với cộng sản Hà Nội, thì theo ông chủ tịch, những người Việt Nam tị nạn hải ngoại, chúng ta phải có những cái biện pháp hoặc giải pháp nào để đối phó với tình hình mới đó? Thưa ông, cái phần thứ nhất là cái phần lập trường dứt khoát của tôi đối với cộng sản Hà Nội, là hiện nay tôi đứng về phía nhân dân và cùng với mọi đoàn thể, lực lượng trong và ngoài nước để đấu tranh và đòi chính quyền cộng sản phải tôn trọng nhân quyền, thực thi tự do dân chủ và trả lại cái quyền tự quyết của nhân dân bằng một cái cuộc tổng tuyển cử có quốc tế giám sát. Những cái chuyện đó không có cái gì là mới lạ. Những cái chuyện đó là những chuyện đã có từ trong Hiệp định Ba Lê 1973 cộng sản đã ký kết, nhưng chỉ có cái điều là cộng sản không tôn trọng, mà bây giờ chúng ta phải làm áp lực đòi cộng sản phải tôn trọng. Tuy nhiên bất cứ lúc nào mà cộng sản tỏ thiện chí để ngồi lại với các thành phần quốc gia trong và ngoài nước để thảo luận về một cái giải pháp cải tổ đất nước và xây dựng dân chủ, thì tôi nghĩ là tất cả chúng ta không nên mà cũng không thể từ chối. Khi mà người ta đã có thiện chí mà mình cũng muốn có một cái cuộc thương thảo như vậy, thì chúng ta phải sẵn sàng tham gia. Nếu cái cuộc thương thảo đó mình đi đến một cái kết quả thì chúng ta sẽ với họ, cùng với họ để thực hiện cái chương trình xây dựng dân chủ đó. Còn cá nhân tôi đó,
thì tôi xin khẳng định rằng tôi không khi nào tôi xin được tham gia bất cứ một cái chức quyền gì trong cái chính quyền cộng sản hiện tại hết. Mà tôi cũng không xin được hợp tác dưới cái quyền của chính quyền cộng sản hiện tại. Mà tôi chỉ sẵn sàng hợp tác cùng với các thành phần nhân dân khác khi mà cộng sản chịu thương thảo để mình đi đến tới một cái giải pháp cho đất nước, đến một cái chương trình cải tổ đất nước. Về cái phần hai là ông hỏi rằng chứ nếu khi Hoa Kỳ vì quyền lợi của Hoa Kỳ mà họ cứ bỏ cấm vận và thiết lập bang giao thì cái người tị nạn Việt Nam phải có kế hoạch nào để đối phó với cái tình hình mới đó. Thì tôi nghĩ rằng trước tiên là đối với Hoa Kỳ, nếu mình có một cái kế hoạch gì đó thì tốt hơn mình nên vận dụng tất cả cái khả năng để mình vận động tối đa ngay từ bây giờ, kẻo quá muộn. Riêng về cái vấn đề vận động, tôi đã trả lời trong cái câu hỏi số 2 rồi. Mình phải vận động tối đa Liên Hiệp Quốc, Chính phủ, Quốc hội, nhân dân Hoa Kỳ, bởi vì đối với Hoa Kỳ cái dư luận quần chúng rất quan trọng, ảnh hưởng đến cái sách lược của Chính phủ và Quốc hội. Cho nên mình phải vận động dư luận Hoa Kỳ ngay từ tại địa phương cho đến trung ương. Mình vận động cả Liên Hiệp Quốc, mình vận động cả đối với những cái thế lực quốc tế có liên hệ đến các tôn giáo hay là những cái cơ quan mà nhân quyền quốc tế rồi này kia, tất cả những cái gì mình phải vận động hết và phải làm ngay từ bây giờ. Còn đối với cộng sản và cái công việc đấu tranh của mình đó, thì tôi nói rằng nếu mà giải tỏa cấm vận và ban giao mà không đúng vào những cái gì mình muốn, có nghĩa là buộc cộng sản phải thực thi nhân quyền và cải tổ chính trị đi đến một cái dân chủ hóa Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng cũng không phải vì đó mà mình hoàn toàn mình buông xuôi, mà mình bỏ cuộc, mình không đấu tranh nữa. Bởi vì cái công cuộc đấu tranh với cộng sản là cái công cuộc của chính nhân dân mình, mà người ngoại quốc bất cứ là ai cũng vẫn là yểm trợ. Cho nên khi tôi dùng cái chữ vận động yểm trợ là đúng, chứ tôi không có nói vận động để làm dùng hay là làm thay thế cho nhân dân Việt Nam. Còn cái công việc đấu tranh là cái công việc trường kỳ, và cái công việc nghĩa là có muôn nghìn phương thức và muôn nghìn hình thức. Vấn đề là mình phải quyết tâm, mình phải kiên trì đấu tranh, mình phải biết khai thác mọi cái tình hình để đấu tranh, mình phải lợi dụng những cái chỗ mạnh chỗ yếu để đấu tranh. Tôi chỉ nói được tới đó thôi, chứ còn không thể nào mình thảo luận chi tiết hơn trong một cái cuộc phỏng vấn này. Thưa ông Chủ tịch, cũng trong cái bức thư gửi cho Chiến Hữu, tù nhân chính trị ngày 3 tháng 4 năm 1993 vừa qua, ông Chủ tịch có nêu lên những cái điều có liên hệ tới Hiệp định Berlin năm 1973, đến thực thể của Việt Nam Cộng Hòa, đến việc thống nhất cưỡng bách năm 1976, và quyền tự quyết của nhân dân Việt Nam qua một cuộc tổng tuyển cử tự do, dân chủ, vân vân. Vậy xin ông Chủ tịch vui lòng giải thích thêm về những các vấn đề đó. Từ trước đến nay tôi cũng vẫn quan niệm rằng khi mà mình nói Việt Nam Cộng Hòa không còn là mình đã giúp cho Cộng sản rất nhiều. Mình tự hủy diệt mình, mình tự bất hợp pháp hóa mình. Cho nên đối với tôi đó, Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại mặc dầu không còn một cái danh xưng như hồi xưa, nhưng mà tôi nói vẫn còn tồn tại trong tim óc, trong tâm khảm của 30 triệu người dân miền Nam tại quốc nội bây giờ. Trên căn bản pháp lý và công pháp quốc tế, tôi cũng vẫn nói Việt Nam Cộng Hòa hiện bây giờ là một cái quốc gia bị kẻ ngoài vào xâm lăng, đó là Cộng sản Bắc Việt. Sau khi đã ký một cái hiệp định tôn trọng cái chủ quyền và cái lãnh thổ của mình,
tôi cho cái công việc xâm lăng là bất hợp pháp, bởi một cái chính quyền tự nó đã bất hợp pháp là cộng sản bất Việt, bởi vì cái chính quyền nó không khi nào được nhân dân một lời hết. Cái hành động xâm lăng nó bất hợp pháp, đi ngược lại cái sự cam kết tôn trọng và một cái hiệp ước có quốc tế chính kiến bảo đảm. Cho nên lúc nào tôi cũng nói là Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại trên căn bản pháp lý và trên trước công pháp quốc tế. Và chúng ta phải gạt bỏ cái công việc thống nhất đó đi. Việt Nam Cộng Hòa bây giờ mặc dù đã bị thống nhất, nhưng nó là một cái thực thể sống động của 30 triệu dân miền Nam đối kháng lại cộng sản. Cho nên cộng sản Hà Nội không thể nào không nhìn nhận cái thực thể sống động 30 triệu người miền Nam, mà cho tới đây 18 năm sau khi họ đô hộ thống trị bằng mọi cách dã man nhất trong lịch sử thế giới, mà họ cũng vẫn không cai trị được nhân dân miền Nam, và họ cũng sẽ không thể nào cai trị được nhân dân miền Nam trong 100 năm nữa hay là 1000 năm nữa. Cho nên tốt hơn bây giờ họ phải nhìn nhận đó là một thực thể mà họ ngồi họ nói chuyện. Khi mà họ có nói chuyện với Việt Nam Cộng Hòa, đi đến một cái cuộc bầu cử tổng tuyển cử thực thi quyền dân tộc tự quyết đúng vào cái hiệp định Ba Lê, thì lúc đó cái công việc thống nhất mà họ đã làm một cái cưỡng bức 1976 thì nó sẽ được điều chỉnh bằng cái sự kêu bằng thỏa thuận của nhân dân, và lúc đó hận thù mới được xóa bỏ, lúc đó mới có hòa giải hòa hợp dân tộc thật sự. Cái đó là điều tôi muốn nêu lên cho tất cả đồng bào biết. Thưa theo ông chủ tịch thì cộng sản Việt Nam hiện nay đó, họ nghĩ thế nào về những người Việt Nam tị nạn ở hải ngoại bây giờ? Tôi nghĩ rằng người ta nghĩ mình thế nào, cái đó là tùy mình làm cho người ta nghĩ mình thế nào. Cái điều mà tôi khuyên đồng bào hải ngoại là đừng có làm cho cộng sản nghĩ rằng là mình đã lọt vô cái tầm của họ, là mình cắn câu vào cái kế hoạch mỹ dâm của họ, vào cái kế hoạch họ dụ dỗ đồng bào hải ngoại về để đầu tư, họ dụ dỗ thanh niên trí thức chuyên viên kỹ thuật của mình về để làm công cụ cho họ, cho đảng, cho nhà nước cộng sản, qua cái luận điệu láo khoét là cải tổ đổi mới. Thiệt ra từ mười mấy năm nay không có cải tổ đổi mới gì hết, mà chỉ là dụ dỗ ngoại quốc vào đầu tư để họ lấy tiền, và dụ dỗ kiều bào về đầu tư để họ lấy tiền. Thì đối với kiều bào mà về đầu tư đó, đối với kiều bào mà về thăm nhà, thì tôi khuyên đồng bào nhớ lại một câu của Đỗ Mười. Đỗ Mười đã nói một câu với những người rất là thân tín trong chính trị bộ cao cấp của họ. Đỗ Mười nói như thế này: cứ để cho bọn nó về, nó đốt trước đi, rồi mình sẽ tính sau. Thì cái câu đó làm bà đồng bào nên suy gẫm chút. Nên tôi cũng mong cộng sản ý thức rằng họ phải thể hiện một cái tinh thần hòa giải hòa hợp thật sự, không có gian dối. Bởi vì đồng bào ở ngoài nước họ không có cái chủ trương trả thù hay là sát hại cộng sản, nhưng mà lúc nào họ cũng nói rằng người quốc gia ở ngoài là chủ trương chém giết họ. Chứ thật sự ra chúng ta ở hải ngoại này, từ một người thường cho đến những người lãnh đạo cũ, đều mong chờ cộng sản có một tinh thần hòa giải hòa hợp thật sự, kêu gọi một cái sự đoàn kết thật sự, hợp tác thật sự, để về cùng với họ, cùng với nhân dân để cải tổ lại đất nước. Dạ, thưa ông chủ tịch, theo tình hình như vậy thì ông chủ tịch cũng nghĩ rằng cộng đồng người Việt hải ngoại có nên lập một chính phủ lưu vong để thống nhất đấu tranh với cộng sản, và liệu như vậy có kết quả không?
Tôi thấy rằng là muốn đấu tranh thì mình có những cái, thứ nhất có tinh thần đấu tranh, có cái kiên trì đấu tranh và có những cái lực lượng đấu tranh cho thật hữu hiệu trong cũng như ở ngoài. Cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng một cái chính phủ lưu vong thì không nên mà cũng không có kết quả lẫn hiệu lực. Một chính phủ phải được nhân dân yểm trợ, hậu thuẫn thì cái chính phủ đó mới được quốc tế nhìn nhận. Và khi được quốc tế nhìn nhận thì cái chính phủ đó nó mới có cái giá trị và được cái sự yểm trợ của quốc tế. Hải ngoại này trên dưới mình chỉ có trên 2 triệu người thôi. Mình đừng có quên rằng quốc nội có đến 70 triệu đồng bào và ở tại chỗ. Cho nên tôi nghĩ rằng quốc nội mới có đủ điều kiện dân và điều kiện đất. Thì chính phủ là phải có dân để trị, phải có đất để cai trị. Phải có đủ điều kiện dân, điều kiện đất là ở quốc nội có để làm một cái chính phủ. Khi đã đúng lúc, đúng việc thì không phải là một chính phủ lưu vong nữa, mà là một chính phủ cách mạng gì đó. Từ một cái sự liên kết của mọi thành phần quốc gia, không cộng sản, các cái thành phần đấu tranh cho dân chủ ở trong quốc nội liên kết lại, có thể là một cái mặt trận quốc gia liên hiệp dân chủ, từ đó sẽ hình thành một cái chính phủ cách mạng tại trong nước. Thì lúc đó tôi nghĩ rằng mình sẽ có đại đa số dân chúng ủng hộ và mình có mặt ở trên cái lãnh thổ của mình. Và hải ngoại chúng ta phải sẵn sàng yểm trợ quốc nội thật là đắc lực trong những cái ngày sắp tới. Thưa ông Chủ tịch, trong những năm tới thì ông Chủ tịch sẽ nhắm hoạt động của mình vào những mục tiêu nào? Thưa ông, trong những năm tới thì cái hoạt động của tôi cũng chỉ có một mục tiêu tối hậu là vận động kiều bào hải ngoại và quốc tế một cách mạnh mẽ để yểm trợ nhân dân trong nước đấu tranh giành tự do dân chủ. Còn đối với chính quyền cộng sản thì khi nào họ muốn và có thiện chí thảo luận về một chương trình cải tổ đất nước thì tôi sẵn sàng tham gia, đóng góp khả năng và kinh nghiệm của tôi cùng với, tôi xin nói là cùng với các thành phần đại diện nhân dân ở trong nước và hải ngoại vào cái công việc đó. Chứ tôi sẽ không khi nào dành làm một mình và tôi cũng không khi nào có khả năng làm một mình. Dạ, thưa ông Chủ tịch, đây là một cái câu trao đổi chót. Theo Chủ tịch, nếu như cần phải đánh giá về những hoạt động chính trị của các đoàn thể đảng phái chính trị ở hải ngoại thì theo ông Chủ tịch, thì ông Chủ tịch sẽ đánh giá như thế nào? Thưa ông, đánh giá thì tôi thành thật nói là tôi không dám đánh giá, nhưng mà tôi chỉ dám nói là tôi có những nhận xét xây dựng, có những đề nghị, có những lời kêu gọi mà tôi cũng không ngần ngại gì. Mỗi một cái dịp mà tôi có cái cơ hội tiếp xúc với đồng bào chỗ nào thì tôi cũng thẳng thắn đưa ra, bởi vì tôi nghĩ rằng cái đó là xây dựng. Hay là có nhiều khi tôi thảo luận kín đáo với những vị lãnh tụ đó, mà hay là tôi có không thảo luận kín đáo được với những vị lãnh tụ vì một lý do gì thì tôi cũng thảo luận kín đáo và đưa ý kiến với những cái người cộng tác viên xa xa gần gần của các vị lãnh tụ đó. Theo tôi đó thì những cái đảng phái quốc gia mình ở ngoài mình đừng có quá mất thì giờ chú trọng đến cái việc mà phải thành lập những cái mặt trận thống nhất duy nhất của cả đồng bào hải ngoại và bầu lên một cái vị lãnh đạo duy nhất của hải ngoại. Tôi thấy cái đó rất khó khăn. Nhiều khi mình chưa kịp làm thì đã có chia rẽ, mà nhiều khi mình chưa thành tựu đó nó lại tan rã. Cái đố kỵ đó thì không thể nào mà mình tránh khỏi được, tốt hơn mình nên tránh trước.
chủ trương của tôi là đoàn thể của ai, đảng phái của ai thì mình ai lấy xử, mình ai lấy lãnh đạo. Chứ mình không có đặt cái vấn đề phải lãnh đạo chung. Đến một cái ngày nào tôi cũng trở lại là hãy đúng việc đúng lúc, thì mình phải đi đến một cái hình thức liên kết, đưa lên một cái thành phần đại diện. Mà tôi thường nói rằng một cái thành phần khải sĩ đối thoại, để mình nói lên một tiếng nói chung đối với cộng sản, đối với thế giới, đối với những người bạn đồng minh. Chứ mình không cần phải đưa lên một lãnh tụ duy nhất. Mà cái kỹ thuật làm như vậy, mình chỉ đưa một thành phần đại diện là nói nhân dân cho tập thể. Và mình cũng không, nếu mình không có một vị lãnh đạo duy nhất thì mình chỉ đưa ra một cái người phát ngôn viên chính thức để mình nói lên cái lập trường của tập thể. Còn về cái vấn đề mà lãnh đạo thực sự, tôi nhắc lại cái chữ lãnh đạo thực sự, thì tôi cũng khuyên là mình nên cứ đợi ngày nào tại quốc nội nhân dân có quyền chọn lựa bằng cái lá phiếu bỏ vào trong cái thùng phiếu, thì lúc đó mình sẽ hay. Mình phải nhìn nhận rằng, tôi cũng phải nhìn nhận rằng từ trước đến nay đó, nếu như so từ cái thời kỳ mà 75 như ông hỏi đó, thì trong cái thời kỳ mà từ 87, 88 trở về đây đó, tình trạng mà kết hợp tư tưởng, cái tình trạng mà thông cảm giữa nhau, cái tình trạng mà kết hợp hành động ở tại địa phương rất là khả quan và đáng khích lệ, rất nhiều so với cái thời kỳ mà từ 75 tới 85. Tôi xin chấm hết lời. Thưa chúng tôi xin thành thật cảm ơn ông chủ tịch và đại diện cho truyền hình Việt Nam tại Denver, Colorado. Xin chúc ông chủ tịch thứ nhất là dồi dào sức khỏe, thứ hai là mau chóng thành công trong những cái ý định và trong công cuộc đấu tranh mang lại tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Xin cảm ơn quý đồng bào khán thính giả. Xin cảm ơn ông. Xin cảm ơn ông chủ tịch. Kính thưa quý vị, vừa rồi là những ý kiến của ông Nguyễn Văn Thiệu, chủ tịch Tổ chức Yểm trợ Dân chủ và Tha thiết Việt Nam, về lập trường và đường lối của ông trong lĩnh vực hoạt động chính trị, cũng như một số ý kiến và nhận xét của ông, của cá nhân ông về tình hình Việt Nam hiện tại và dự đoán cho tương lai. Chúng tôi nghĩ rằng đó là những ý kiến khá rõ rệt và mới mẻ mà từ lâu nay ít người có thể đề cập tới. Vì thế chúng tôi ước mong rằng những điểm tích cực trong ý kiến của ông chủ tịch Nguyễn Văn Thiệu vừa qua, nếu mà thực hiện được thì sẽ đem lại cho chúng ta, những người Việt ly hương, một niềm hy vọng sớm thấy quê hương có tự do, dân chủ và nhân quyền thực sự. Xin kính chào quý vị khán giả. Chương trình truyền hình của chúng tôi hôm nay đến đây là chấm dứt. Đỗ Kim và Hoài Thương xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới, cũng trên băng tần 57 thuộc hệ thống MyHigh Cable. Xin kính chào quý vị.